lương cao lắm. Hả? Lương mười mấy hai mươi củ đấy. Em bảo ôi, cậu chủ mà có lương á. Em bảo ôi, tao tưởng cậu chủ là mấy cái thằng mà ăn ở không, suốt ngày long nhong xách giày đi đá bóng thôi chứ. Vô công từ nghề chứ làm gì có nghề cậu chủ đấy hả? Em bảo bạn ấy như vậy, mở cửa ra cái em trắng luôn. Sao? Em trắng luôn. Trắng. Tại vì em không nghĩ nhà anh lại nghèo như thế. Tại vì như bình thường nhá, anh thì rất là nhìn cầu thủ mà trông nhìn rất là trải chuốt rồi này kia, mà lúc mà quả mình về nhà mình thấy ôi sao về nhà anh lại nhìn nghèo mà nhìn lại còn nghèo hơn cả nhà bác em ở dưới quê nữa cơ. Anh Hải đi qua quán của em thì tới thì ngó nghiêng nghiêng thì nhìn lỗ bao nhiêu rồi nói mau. Em mà làm thú thật với thầy là em lỗ chắc gần tỷ thôi thầy. Em là Mạnh Tú, với lại đây là Lâm Thị Phương. Rồi anh Mạnh Tú em, năm nay Tú giới thiệu về mình trước đi. Dạ em năm nay 39 tuổi. Công việc thì đang làm tại công ty thoát nước thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh số 4. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Phương, năm nay em 36 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em thì là em đang kinh doanh ở nhà thôi ạ. Em có mở một cái quán ăn nhỏ nhỏ trên đường Trường Sơn ạ. Trường Sơn, nghĩa là gần nhà anh rồi. Ô nhà anh ở đâu? Trường Sơn quận 10 hay là Trường Sơn Tân Bình? Em ở Trường Sơn Tân Bình, ngay sân bay cơ. Xa lắm. Tôi nghe biết tôi lại gần tôi. Gần tôi. Gần tôi. Mà là mình bán cái món gì vậy? Cái món Bắc này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy, ta gần Super Bowl không? Dạ. Ngay đầu ngõ nhà thấy Đức Hải, chị ngồi rồi đấy. Đấy, tôi thấy Vi Vu gần đâu đấy. Ok. Kể cho Quốc Thuận với chị Hồng Vân nghe là cái cơ duyên nào hai vợ chồng gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nào? Nếu mà lần đầu tiên thì tụi em không có ấn tượng gì về nhau hết á. Nhưng mà gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là quán cà phê. Thì là chồng em, lúc đấy là em đi tập nhảy. Xong rồi mãi tầm khoảng chừng 9 giờ rưỡi em tập cái ca cuối cùng của cái lớp nhảy. Thì em mới ra, em mới gặp anh ấy. Anh ngồi với bạn em. Thì là hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thì em cũng không nghĩ là có một người thứ ba nữa đâu. Thì em cũng vào, em cũng ngồi xuống như bình thường. Thì chồng em lại tưởng là em là nhân viên phục vụ ở đâu ấy. Tự nhiên tới để ngồi ra mang lại. Dạ, tức là quán cà phê. Quán cà phê, đúng rồi ạ. Em có ấn tượng gì với Phương không? Là, nhìn dạ, như là nhân viên phục vụ. Lúc đấy còn không biết là bạn của đứa em. Thì cũng nghĩ là nhân viên phục vụ thôi thì mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà nhân viên phục vụ mà xinh như này mình phải sau, tia. Sau cái lúc đầu thì mình là mình phải tia tí chứ em ơi xinh như này. Ăn mặc như thế nào mà để ảnh là tưởng là nhân viên phục vụ? Em thích mặc sexy lắm, em mặc cái ống ngang như này. Ôi. Xong ôm bó sát vô. Thì lúc sau là em về lại Nam Định. Và em còn đang đi đá bóng ấy, đi theo cầu thủ đi đá bóng. Tức là lúc đấy vào đây thi đấu. Tầm độ một tháng sau, anh vào Sài Gòn tiếp. Buồn đấy chị, không có ai đi chơi. Xong bắt đầu mình hỏi xin bạn em cái số của em. Thế là nhắn tin cho em là anh là fan hâm mộ của em đây. Cho anh làm quen với em được không? Điều chị. Điều, đúng là điều lắm chị ạ. Thế là em mới bảo là cái này tào lao rồi. Em thời đó em còn đang đi học. Đi diễn thì mập bẹ. Thế đâu ra mà fan với lại viết. Thế em bảo là em không trả lời. Em không trả lời 3 ngày luôn. Thế là bắt đầu anh mới phải nhắn tin lại là anh là bạn của Công. Lần trước có gặp em ở quán cà phê rồi. Em có rảnh không? Sắp tới anh lại vào. Chẳng cái gì anh em mình đi cà phê nhé. Đấy. Thì là bắt đầu em mới trả lời lại. Vừa gặp thôi là mồm là há hốc rồi đúng không? Đó. Mắt trận sinh lên mồm má. Em thấy là cầm cái ly em mà kiểu uống không được ấy anh ơi, xong bắt đầu lâu lâu anh cứ cái giọt gì tông ở trong ly. Cái này nói quá. Nhưng mà đó là câu chuyện của cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ của 16 năm trước ạ. 16 năm. Đó là em đang đá cho đội Nam Định. Lúc đấy thì em không biết cầu thủ là cái gì. Cái lần đầu tiên thì gặp thì anh có giới thiệu em là anh là cầu thủ. Không biết cầu thủ là gì. Em không biết cầu thủ là cái gì. Xong rồi bạn em bảo lương cao lắm. Hả? Lương mười mấy hai mươi củ đấy. Em bảo ôi, cầu thủ mà có lương á. Em bảo ôi, tao tưởng cầu thủ là mấy cái thằng mà ăn ở không, suốt ngày long nhong xách giày đi đá bóng thôi chứ vô công rồi nghề chứ làm gì có nghề cầu thủ nữa à. Em bảo bạn ấy như vậy. Em bảo không, mày bị điên à, cầu thủ người ta lương người ta mười mấy hai mươi triệu một tháng. Em bảo eo ơi được đấy, ngon. Coi như là giao diện ngon, công việc ngon. Đúng rồi. Quen nhau qua tin nhắn. Vâng, nói chung là cũng quả đấy kết nổ bát nổ đĩa rồi anh ạ. Nên là thôi, ngày nào cũng không cần nạp mấy cái cạc điện thoại và gọi điện. Ngày lúc đó thì đâu có video call đâu đúng không? Chỉ là đâu thôi, đúng rồi. Rồi sao có rủ cô ấy về nhà không? Tức là sau khi anh ấy hết giải, anh vào anh thăm em, anh chơi với em. Thì em lúc đó là quen rồi đúng không? Dạ vâng, quen rồi, quen rồi thì anh mới vào thăm em. Thì là em lại được trúng một cái casting của một cái phim ở ngoài Bắc. Thế là điện rẻ, thế là em mới xin nhà em là cho em ra ngoài đó em casting. Casting lại vào vòng nữa. Thì là nhà em cho ra thì là đúng rồi, thì là em kết hợp là em về Nam Định, em về nhà anh em cho biết nhà biết cửa luôn. Để xem thăm anh luôn, để xem gia đình anh như thế nào luôn. Rồi. Em về nhà anh ạ, mở cửa ra cái em choáng luôn. Sao em choáng luôn? Chân. Tại vì em không nghĩ nhà anh lại nghèo như thế.
Tại vì như bình thường nhá, anh thì rất là nhìn cầu thủ mà trông nhìn rất là trải chuốt rồi này kia, mà lúc mà quả mình về nhà mình thấy ôi sao về nhà anh lại nhìn nghèo mà nhìn lại còn nghèo hơn cả nhà bác em ở dưới quê nữa cơ. Vâng. Lúc đó làm sao? Thì sốc em hả? Không, em thì cũng có hơi tí ngạc nhiên thôi, nhưng mà em bình thường, tại vì khi mà em yêu anh là em biết là anh ấy có làm ra tiền và anh ấy cũng rất là hiếu thảo. Em thích là anh ấy là hiền lành, điềm đạm và rất là hiếu thảo với gia đình. Thế rồi vào thì lúc nào thì gặp lão Đức Hải? 10 năm trước. Tầm 10 năm trước. Thì lúc đấy em cũng nghỉ bóng đá rồi. Lúc em vào đây là không có việc. Không, em vào em có đi đá bóng mấy đội nữa. Như vậy là các bạn quen nhau bao lâu thì cưới? 5 năm ạ. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà tụi em đang giống như là rất là khổ. Khi mà tụi em lấy nhau thì là bắt đầu chồng em đá bóng được 1 năm nữa là bắt đầu chồng em thất nghiệp. Cái năm 22 là năm khủng hoảng của bóng đá. Thì lúc đó em mới sinh con được có 11 tháng thôi. Thì là em bảo bây giờ tôi chết rồi, chồng mà thất nghiệp như vậy thì mình còn con cái nữa. Thế em mới bảo tôi quyết định là mở cái quán bánh cuốn. Thì cái thời điểm đó là tụi em kinh doanh rất là thành công. Em để lại cửa hàng cho chị gái em. Xong rồi em đi lên trên quận nhất em làm. Thì 6 tháng đó em làm không thành công vì em mở món Bắc nhưng mà khu người Hoa. Cái thời điểm đó tụi em còn non kinh nghiệm quá, nhà hàng không ra nhà hàng mà quán không ra quán nó bị lỡ cỡ ấy chị. Thế là thành ra là tụi em rất là vất vả cái thời gian đó. Em làm 6 tháng mà hầu như là tiền lúc ấy tiền vay tiền mượn không à. Thế là em ngồi em cộng vào đến lúc mà 800 đến 900 triệu rồi. Bắt đầu tay em run lẩy bẩy như thế này là chị Vân. Có nhớ nhờ? Vâng, cái lúc đấy đã có 6 là có mấy tháng lỗ đấy em. Lỗ. Thế là thôi em sợ quá em đóng sổ lại em không cộng nữa. Xong bắt đầu em buông xuôi cứ tới đâu hay tới đó thôi. Thì vô tình hôm đấy là thầy Hải đi qua quán của em. Thì tới thì ngó nghiêng nghiêng thì nhìn lỗ bao nhiêu rồi nói mau. Em bảo là thú thật với thầy là em lỗ chắc gần tỷ thôi thầy. Thế thầy mới nói em là thôi dẹp sang đi, sang được bao nhiêu thì sang. Bây giờ đi về bên chỗ tôi, ở đầu hẻm nhà tôi một quán bán chân gà nướng, 10 nhân viên, mỗi đứa cuối năm vác một cái xe máy đi về, còn lại bao ăn bao ở hết. Tháng nhà người ta bỏ ra 100 triệu bỏ túi. Em bảo tôi không biết thầy có nói điêu không chứ làm gì mà bán chân gà mà bây giờ 100 triệu một tháng mà lợi nhuận mà chân gà bây giờ mà ai còn ăn nữa. Thế là buổi tối em mới quyết định em đi ngang qua thử cái chỗ mà khu nhà thầy. Trời ơi em thấy 3-4 quán chị Vân ơi, quán nào cũng đông chị đen. Chị ăn rồi. Quán nào cũng đông đen luôn. Anh biết cái đợt đó là anh cũng là cũng hay ngồi ở đó. Tại vì chị là em ngay Super Bowl chỗ đó mà. Biết, thì đó. Cái nhà lão Hải là chị đã ghé ăn chân gà mấy lần rồi. Dạ đó thì em không nghĩ là tại sao mà chân gà bây giờ người ta bán lại đông như thế. Em đều quyết định em sang liền. Qua bên chỗ nhà thầy Hải em thuê nhà. Xong bắt đầu em ra bày bàn ghế dọc cái hẻm của người ta. Vừa làm cái chú tôi trưởng ở đâu đây? Hai anh chị để ở đâu đây mà tới đây mà nhảy vào xóm người ta mà làm như thế nào thì kia. Xong bắt đầu công an tới, thế là bắt đầu cái thầy lại giúp đỡ, thầy lại ra tay cho tụi em. Thế là bắt đầu kể từ đó là thế là cô chú ở trong xóm cũng rất là tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn, không có ai khó khăn gì hết. Rồi bây giờ đó tới phần này đó, thật xấu của cô ấy có nhiều không? Nóng tính cực kỳ đấy, chị cũng cảm giác thế, mà máu lên não là cực nhanh. Đấy, một phát chị nhìn là tia tia là biết nóng tính rồi. Cái giọng là nó giọng như ghê gớm này. Đánh đá quá. Không ai bắt nạt động được vào đâu. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì em cũng muốn vợ em thay đổi bớt nóng tính lại. Rồi bây giờ tới em đấy. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em hầu như là ai gặp người ta cũng sẽ quý. Anh chỉ có mỗi cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Bỏ vợ được nhá, bỏ công việc được nhưng bỏ bóng đá là không được rồi đó. Anh cứ chiều nào đều răm rắp tác ba lô lên như kiểu học sinh đi học phải đó anh. Ngày nào cũng vậy, mưa nắng cũng vậy đó. Vợ nhờ cái gì có thể nhiều khi còn khó chứ mà tới giờ đá bóng là không cần phải ai nhắc, ta phải đi. Cứ ta phải lo cho ta. Thì nhờ trước cái giờ đấy cho em. Một lần đá đến cái giờ đấy là nó bồn chồn hơn người. Ta phải đi thôi. Như em đá bóng là nguyên tuần ấy, từ thứ hai đến chủ nhật. Thì ngày nào cũng có đội bóng, mình chơi cũng nhiều năm. Thì anh em quý mến thì mình cũng như kiểu đi tập thể dục đến sức nhưng khỏe mà, thôi. Nhưng mà đá như vậy là có nguồn kinh tế không? Dạ, hầu như đá hầu giao như, lưu giao hữu thôi. Đi đá giao lưu giao hữu. Trời ơi, nhiều khi mà em tức mà em cay có cái đợt cái năm đó là Tết. Nhân viên em thì những cái nhân viên kỳ cựu thì hai anh chị là bầu. Anh chị đẻ đứa thứ năm, thế là anh chị phải về đẻ sớm. Tức là 10 người làm thì bây giờ còn lại có 5 thôi mà em gánh việc hết cho 5 cái con người đó. Thế là em cũng rất là mệt mỏi, người rửa chén không có. Thế là em phải lao vào em rửa, coi như từng thau to gì này. Chồng mình á có nhiều hôm ấy em bảo anh ơi dọn hàng cho em nhá. Ok anh dọn xong rồi, anh dọn xong rồi anh để ngoài hẻm rồi anh đi đá bóng trận rồi tí anh về nhá. Vẫn còn đi đá bóng được nha anh. Em ra vừa rửa xong chén em ra em ngó, trời ơi nguyên một cái hẻm ông để một đống đồ đấy xong ông đi, ông có dọn cái gì đâu.
Ông chỉ để ông bảo ông dọn ra là ông bắt đầu hẻm đó chị. Tức là chú ấy bác ra đã dọn đồ ra hẻm rồi còn gì nữa. Người ta mang đồ ra thôi. Nhưng mà em ơi anh dọn đồ ra có sai câu nào đâu. Em nói có sai câu nào đâu. Chưa sắp xếp cho em. Em ra em nhìn thấy không dọn dẹp cái gì. Lần đấy em điên quá. Em xách xe. Em để hết đồ đấy, em không bán buôn gì hết, em kệ luôn. Và đầu em xách xe ra sân bóng. Mặt em hòm đấy, em đi vào sân bóng, em chỉ thẳng giữa mặt. Ôi. Anh Thông. Lúc đấy em không gặp anh ấy, em gặp anh khác. Anh Thông. Anh kêu anh Tú về ngay cho em. Nếu ông không về, đừng có trách em hôm nay là nhà có chuyện lớn. Thế là bắt đầu mới anh kêu Tú mới đi về đi, đừng có đá nó, đi về đi. Mưa nước ngoài rồi kìa. Rồi ông chạy về á. Ra, ông vừa về phát em nhảy xách lên giữa hẻm. Em đứng lên em chống lạnh em chửi. Mà trên cái đường đi chị biết không, lúc đấy là bắt đầu em ức cái gì đó, tức là bao nhiêu cái mà em dồn nén, em tức quá. Em bảo nhiều khi em ra đời á, bao nhiêu lâu rồi em không có cảm xúc mà bảo khóc lóc hay cái gì đâu. Em bảo chồng đánh em còn chưa chắc mà em đã khóc cơ. Hôm đấy em đi em khóc từ sân bóng em khóc về. Em bảo sao đời em lại trói như thế này. Rồi sao đời em lại khốn nạn như thế này. Tại sao mà bé xé ra to chứ. Có cái gì mà Phương muốn Tú thay đổi điều gì? Bây giờ em muốn anh thay đổi cái gì để anh thay đổi? Đây là cơ hội đó nha. Nếu mà anh mặc quần áo quá thì anh sẽ không lấy em. Rồi ok. Nhưng mà thực ra vì nhờ đá bóng đá tụi em cũng có rất nhiều những cái mối quan hệ tốt mà. Đúng rồi, nhờ ông đi đá banh đó. Đó. Còn mấy ông cầu thủ kéo là... thằng. Yêu chưa, nghe vợ nói rồi đứt ruột đứt gan chưa? Dạ, em thấy chưa? Khúc luôn rồi. Đấy. Rồi, thôi trước khi chia tay thì chắc có lẽ là nhờ hai vợ chồng. Chứ em phải đề xuất chứ, hai vợ em chồng phải đề xuất chứ. Có một lời gì đó với nghệ sĩ Đức Hải không? Không biết rồi. Nói gì vì là tình cảm thì vẫn cứ như thế thôi ạ. Rồi, vợ có nói gì không? Thầy không những là người thầy mà cũng như người cha nữa. Gọi là mắc nợ với vợ chồng em, mắc nợ quá trời luôn á. Xong hoài không dứt nợ. Đã luôn mà giúp đỡ vợ chồng em những ngày vợ chồng em còn khó khăn. Về kinh tế, về định hướng, về hướng đi, về mọi cái. Nói chung là vợ chồng em rất là cảm ơn. Thế thôi, nhân trong cái không khí, bầu không khí rất là yêu thương đầm ấm này thì đề nghị chồng có một lời gì với vợ đi, bởi vì nghe xót xa quá đây. Xin có lời là cảm ơn vợ đã luôn ở bên anh những lúc dù khó khăn nhất. Hai vợ chồng vẫn đồng lòng. Ôm nó phát đi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, chồng em là Trang Vĩnh Hưng. Em nay nhiêu tuổi Hưng? Dạ năm nay em được 30 tuổi rồi anh. 30 tuổi, còn dạ. Em? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là kỹ sư quy hoạch đô thị. Hai vợ chồng em cùng làm chung với nhau ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em thì vừa ra trường học xong là vào làm luôn, thì ảnh sẽ là đàn anh của em. Dạ, thì em vừa được vào thì ảnh là người hướng dẫn em. Khi mà vợ em mới vô làm á, em đang làm một cái bản vẽ cho một cái chú đó. Lúc đó thì em mới trao đổi với chú đó thì em có hơi lớn tiếng. Em nghĩ trong bụng nói trời, cái ông này ông lớn mà nói chuyện với người lớn mà ảnh ấy lớn tiếng mà đạt nộ người ta là coi như là không có ấn tượng mà về tốt lành đẹp đẽ chút nào hết á. Đó là ấn tượng của vợ em. Dạ. Vậy thì ngược lại em, khi mà gặp vợ em thì ấn tượng ở vợ em là điều gì? Rất thông minh. Thì vợ em được cái là khi mà có một cái tình huống hay có một cái công việc gì đó mà cần đòi hỏi sự gấp rút và đòi hỏi sự tính táo và xử lý kịp thời á, là vậy em xử lý rất là thông minh. Họ mới vô á thì em là lính mới, ảnh là hướng dẫn em. Đó, nhưng mà em sửa lưng ảnh. Tại vì em học là đúng chuyên ngành hơn là ảnh. Ảnh là do làm lâu năm thì có kinh nghiệm đó, thì thành ra khi mà em nộp bài cho ảnh để ảnh kiểm tra thì ảnh sửa em thì em cũng sửa lại đó, mà em sửa thì cuối cùng em đúng ảnh sai. Cứ sửa. Dạ. Hướng dẫn. Dạ. Rồi góp ý. Dạ. Nói chung là cứ vậy hoài cho nên rồi hai đứa mới đến với nhau, đúng không? Dạ. Tất nhiên là mình thấy thứ nhất là vợ em rất là xinh, em cũng phải công nhận điều đó. Thì đó, thì em thì xinh, thì mình là con trai cũng độc thân nữa, với lại ở mấy anh chị trong cơ quan á thì cũng nói anh Hưng ơi, cô bé này xinh nè, tiến tới đi, có gì tụi em đốc thúc cho. Hỗ trợ. Bao lâu? Khoảng hơn nửa năm. Hơn nửa năm là bắt đầu tụi em tìm hiểu nhau đó ha. Dạ. Rồi xong là cưới luôn. Dạ, khoảng 5 tiếp nữa mới cưới. Phương Thanh, hỏi nè. Dạ. Vĩnh Hưng có ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Ghen cái cấp độ bão số mấy? Chắc 12 quá. Cấp 12, sắp cửa Tết, ông ơi. Thầy gần muốn chia tay luôn mà. Vậy hả? Tại em không? Ném khoáng. Em ném cô này chân thật hơn anh này nữa. Lúc đó là hai đứa đã quen nhau rồi. Ừ. Cái lúc đó, lúc mà đi ngang cái trung tâm văn hóa cũng có nhận á. Ừ. Thì lúc đó có tin nhắn thì em mới quay qua em nhìn em đang làm gì đó rồi... em hay vậy, em chạy xe mà em thấy luôn à? Không, tụi em đang đi bộ. Cái em đang làm gì đó, cái em bắt đầu nổ quen. Ừ. Thì lúc đó đang nắm tay thì thấy cũng bực bội trong lòng. Ừ. Thế em mới hỏi là ai vậy. Thì vợ em lại phản ứng liền, tại sao anh lại đọc tin nhắn của em. Ủa, nếu mà quen nhau rồi thì chuyện đó thì nó cũng đâu có gì là phức tạp hóa mà phải lớn tiếng đến như vậy. Ừ. Thế là hai đứa bắt đầu cãi lộn với nhau. Ừ, lúc đó em nghĩ sao mà
Mà em gan dữ vậy. Không phải chị, tại vì á, yêu thì yêu, cái gì em nó cũng rõ ràng hết á. Vậy tin xung quanh em là em nói là mới tới thì thích thôi, chơi làm bạn. Thời gian sau mà tỏ tình với em thấy em không có tình cảm thì em nói thôi em không có tình cảm. Nếu mà anh coi em là bạn thì mình tiếp tục, còn anh giận em thì thôi em cũng xin lỗi anh, em cũng chịu chứ em không có trách anh. Thì người ta vẫn tốt với em, người ta coi em như em gái hoặc là bạn thì mắc tội tình gì mà em phải xua đuổi người ta. Rõ ràng một câu hỏi em đang làm gì đó à, với ảnh cương vị là như vậy, nhưng mà ví dụ như với bạn bè em nó đọc thì nó lại thấy khác. Cái em giận ở đây á là như hồi nãy lúc thời điểm đó thì em với ảnh bất đồng quan điểm ở chỗ là yêu nhau thì yêu nhau, nhưng mà những cái gì riêng tư nhất, ví dụ như điện thoại bóp ví không nên đụng vào. Còn ảnh thì ảnh nói là yêu nhau đến mức độ đó thì cái đó là sự chân thật của em á. Em chân thật thì em không có giấu giếm gì hết. Anh nói rằng là điện thoại của anh thì em tha hồ mà đọc, còn em thì không. Em giận là tại sao anh lục lọi đồ của em, còn ảnh giận là tại vì ảnh ghen. Cái lúc đó là gọi là lén phén thì chỉ là em đang làm gì đó, em ngủ có ngon không, em ăn sao rồi, hôm nay em làm cái gì rồi. Nó chỉ đơn giản đến cái mức độ đó thôi. Rồi cái anh này anh mới đọc cái tới đó xong cái là chia tay. Giận làm cái một trận luôn. Em cũng đâu có bình tĩnh được, em cứ gào lên là tại sao anh đọc điện thoại của em, tại sao anh lục đồ của em. Còn ảnh thì ảnh nói sao giờ sao không, em tính sao. Tại vì lúc đó em không biết được cái tính này, bởi vì ấy, lần đầu tiên em quay qua em nhìn đọc và bị phản ứng mạnh đến như vậy thì em mất hồn luôn. Không mất hồn như chị nói, với lại hả là cũng thấy bực, mình đang ghen mình tự nhiên còn phải phản ứng mạnh, mình coi như mình đang trở từ mình đang trở thành người vô tội thành có tội đó. Làm ra em cũng hai đứa cũng cãi lộn với nhau luôn. Nhưng mà có bao giờ vợ em là đọc điện thoại của em chưa? Dạ chưa. Từ lúc yêu cho tới lúc lấy bây giờ cũng có đọc không? Đã đọc chưa? Chưa. Mà chồng còn đọc điện thoại của em không? Ừ, hết rồi, từ sau chỉ xong một lần đó thôi là sau tụi em đó biết được tôn trọng nhau cái chuyện đó. Thế em lấy nhau lâu chưa? 7 tháng. Lấy nhau xong rồi á là em có bị bất ngờ về chồng? Có, quá lụa đi. Hả? Trời ơi. Không, cái này là bất ngờ thiệt. Anh không nghĩ là cái chuyện mà quá ngựa đó là rơi vào là anh ấy ở Bình Hưng đúng không? Ừ. Tại vì anh điệu lắm, là trao chuốt cái vẻ bề ngoài. Ồ, vậy á. Thật sự là như vậy, đi chụp hình cưới thôi á là người ta trang chút cho cô dâu xong cái là bắt đầu anh cũng sấn lại chỗ chị trang điểm hỏi em tóc anh để dày được chưa, em chân mày anh như vậy nó có bị lợt không, là cũng phải đánh dậm lên chút xíu. Chụp hình cưới mà chị, một đời người mới có một lần duy nhất thôi, phải làm phải không, trang điểm lên cho nó cho người khác nhìn vô. Mình ở ngoài mình ở xấu thì mình phải trang điểm cho đẹp lên. Anh hiểu được, bởi vì anh nhìn em là anh biết tại sao là em phải làm cho cái chân mày nó đậm lên như anh rồi. Đúng rồi. Ủa cái tóc của em á thì thường nếu mà như vậy là em chải đầu trong bao lâu? Biết sao chị hỏi không, chị thấy từng cái cọng tóc kia kìa, mặc dù là tóc ít nha nhưng mà rất là ke đâu ra đó nha. Nãy giờ chị thấy nó không rủ qua một bên luôn á. Tắm là từ nửa tiếng đến 45 phút, sau đó dành trọn 15 phút để chải đầu. Trời ơi, 15 phút chải đầu á? Em cứ nói quá mà chỉ có nửa tiếng chải đầu mà không chải đầu vậy tôi không hiểu. Em hỏi anh chị nè, bây giờ nha, vợ anh mà tắm rửa sạch sẽ thơm tho á, nằm kế anh thấy mùi thơm mình có hứng không? Đúng không? Thì em cũng làm như vậy á, em tắm rửa sạch sẽ tôi tao mới tạo ra cảm hứng vợ chồng với nhau. Nhưng mà cái chi tiết này á nó chỉ hợp với cái chuyện là tắm rửa sạch sẽ luôn thôi. Nhưng mà trước khi ngủ em không lẽ em đứng trước gương chải đầu? Không, cái đó là lúc là đi làm thôi. À, đi thì làm đó thôi. Làm về là chiều về tắm xong rồi cũng lại đứng chải đầu. Một ngày chải đầu mấy chứ lần? Bộ. Ít nhất là 3 lần. Ba. Wow, lần. Vậy là hết bao nhiêu là 45 phút đồng hồ cho trời. Cái đó. Việc chải đầu rồi. Không, buổi tối em về em chải sơ à? Chải nhẹ thôi đúng không? Bây giờ nè, em tóc ít như vậy, ít hơn vợ em thì em chải đầu một lần như vậy là 15 phút vậy chứ. Vợ em tóc dài nghe mày chứ. Một lần mà chảy đầu là bao nhiêu lần? Trời ơi, 5 giây một cục mới lên thôi. Rồi còn em phát hiện ở Phương Thanh có cái điểm gì xấu á? Em tắm lâu bao nhiêu thì vợ em tắm nhanh bấy nhiêu. Lúc mà chưa quen nhau thì em không biết, nhưng mà đến lúc mà cưới nhau rồi trời ơi, em tắm con gái mà tắm có 5-10 phút là xong rồi. Và với lại vợ em rất lười tắm, lúc nào em cũng phải nhắc á, Thanh ơi đi tắm đi, Thanh ơi đi tắm đi, ngày nào cũng Thanh ơi đi tắm đi Thanh. Ủa vậy tắm 5-10 phút vậy có gọi đầu không? Tất nhiên là không. Bao lâu em mới gọi? Một tuần mới gọi một lần. Vậy thì anh hỏi em, tối mỗi lần ngủ như vậy với một tuần gọi lần vậy cũng có cái gì không? Em quen rồi anh. Hả? Nghĩa là quen cái mùi rồi. Em chịu đựng được cái chuyện đó. Và chắc có lẽ là mỗi lần mà vợ mà gọi đầu là nói chung là cũng khó chịu. Rồi bây giờ thì cái điều mà em mong muốn ở Vĩnh Hưng thay đổi nhất là điều gì? Ảnh bớt nóng tính lại, bớt cái tính sồn lại, như vậy rất là bất lợi cho ảnh khi đi làm việc. Rồi chịu khó suy nghĩ chậm lại một chút xíu. Biết sao không? Ví dụ như vợ em á, tắm số lượng nhiều như em, lâu như em thì em có đồng ý không? Trời, cái đó em mệt. Tối em mệt.
Sao? Có nghĩa là vợ em thơm thôi, giống như mấy em đó ngồi mà nằm với kế hay vợ người chồng mình thơm á, rất có cảm hứng gì không? Em mệt á hả? Thì đó lúc đó em mệt. À. Ủa, vậy nhưng giờ chị đừng hỏi em là em thích hay không mà. Thế em mệt thì em thích thì em mới mệt. Em thích em mệt. À. Em nghĩa là em muốn vợ em giống như em. Dạ. Tắm nhiều một chút, gội đầu nhiều một chút, đúng không? Để cho anh được mệt. Vợ em là dân kỹ sư, họ rất ít chú trọng cái vẻ bên ngoài. Bởi vì vợ em á sao không được, em muốn là vợ em đôi lúc á phải tự trang chăm sóc cái bản thân mình, chăm sóc vẻ bên ngoài mình chút xíu, lại tự trang điểm, tự đánh bóng lên. Ừ. Đó, giàu vì bạn sang vì vợ mà. Thì đó, đi ra ngoài á em xấu chứ em xấu mà em đi với một cô vợ rất là đẹp thì bạn bè em cũng ngưỡng mộ. Ừ. Vậy đó hả? Nhưng mà em có sợ chị? Em có tự tin không? Em không sợ cái chuyện đó. Không sợ đúng không? Em có ý định dìm hàng mình không vậy? Sao em chịu làm như chồng em nói? Em sợ em làm quá thì mất công anh lấy lòng lớn. Không thì anh đã muốn cái chuyện đó rồi. Anh muốn mà cơ. Đúng không? Chị có ý kiến chút xíu thôi, không cần em trang điểm, không cần em phải ăn mặc cha xua nó sặc sỡ, chỉ cần gọn gàng, thơm tho, cho dù là không xịt dầu thơm, ví dụ vậy là chồng em thỏa mãn rồi. Còn chồng á có đáp ứng được cái yêu cầu của vợ ông, bớt đi cái hiếu thắng hả chị? Cái hiếu thắng, đúng rồi, cái hiếu thắng. Cái đó lợi cho em, lợi cho công việc. Chắc là em phải dần dần em sửa chứ tôi không thể sửa liền được. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cả hai cùng phải sửa. Cố gắng đi. Rồi, xin chúc hai bạn mỗi một người đều bớt một chút, thêm một chút để lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Cảm ơn. Ấn tượng luôn. Ấn tượng ha. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Không, bên đằng trước. Chắc không, quay lại, quay lại, quay lại. Đó, chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi cưng quá coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ, tại vì từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó, đi xăm liền ngày xăm liền luôn. Ê nói nghe nè, anh hỏi trước khi vô câu chuyện nha. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Tattoo. Ờ tattoo chứ tattoo vậy? Ai biết mình đọc là tattoo mà. Tattoo á. Yeah. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Hả? Nhìn cứng cỏi, cứng nhìn bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Đó. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Đúng rồi đó, dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi, tại vì 26 là non nớt lắm. Trẻ quá, trẻ là em non nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời? Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi, 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi. Rồi như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn coi là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó. Đúng rồi. Nhấp nhá nhấp nhỏ nó đâu có đi du lịch được đúng không? Dạ. Đâu bị kẹt cứng hết luôn đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau? Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em uống thuốc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. 19 tuổi. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á là nó không có biết cái gì luôn á, là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để phan chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong, hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân.
thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Ừ. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình hết. Ừ. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên bạn là được. Vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM. Trời dữ luôn á nha. Dữ lắm á. À. Rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show đi về lẻ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ lúc mà hết show em ra khỏi cửa em đứng đó em chờ bạn, cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Tự nhiên lúc đó đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi á, ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Dạ. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa, không? Dạ, chưa lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó, tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Dạ. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Sao? Là do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là cắn kẹo? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Dạ. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mĩm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không? Hả? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. 70kg rồi, dữ lắm á nghe. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà lúc, đi lúc... đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay á, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không dạ. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ở dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi bình rap, bình chơi bình rap, chơi rap mà sao tánh kỳ, làm quen gì ngộ. Chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về, là em có tìm hiểu gì về cô gái này không mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi tiếp. Dạ. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những hình ảnh cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đào mộ. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em vẫn còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà.
18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Ừ. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu, ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu, ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn, bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa, cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến sắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng về nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai bề là tìm liền. Đúng. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô add fan của này không? Chưa. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cứ bấm play bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu: mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi, mày tìm ai? Nó nói chửi mắt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ cách 2 ngày. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Dạ. Nghĩa là ông này tương tác trước nhưng mà người add fan lại là cô này. Dạ. Rồi sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Dạ. Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng Đồng Nai á. Cái chồng em bảo là em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày cái thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em được chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè. Cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em bữa đó em cũng biết sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đi mặc anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau, người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao chặt cũng lâu quá chị ơi, lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì
hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá, thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ, thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi, còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết, em vẫn còn đang giấu. Dạ. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á, cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nó là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì sinh nhật anh sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì. Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sao về lúc mà bạn về mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là đây là lựa chọn con, cho nên là con kiểu cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận, cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn 1 năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình hả? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng rồi sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn, cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh, cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa, tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Rồi nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, bác mời mình. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được 1 tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Mày có bầu luôn. Xong rồi bác sĩ bầu cưới. Dạ. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ vậy? Là ba của ba, em. Ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. 3 tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng, cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Dạ. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Mà mẹ chạy về khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là không? Mẹ có Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Dạ.
Rồi còn bên gia đình của em á, thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia tay đó. Là mảnh ai nấy ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Sao kiếm chuyện người ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều á, cho nên em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em làm em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được rồi. Nó ra nó vô rồi đó, đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền ngay tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi. Coi như không có gì xảy ra hết. Một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi, thế này sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu nhìn mặt nó xinh dễ sợ. Em xăm á mà nhìn như sống thần động dễ sợ ha, thần bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó, đúng không? Thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dẫn xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ nên là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Xong rồi cái ảnh công khai lại. Công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui á. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Hai năm rồi.
thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè, cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu thông đó. Lê mê. Giờ thông. Dạ, đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà. Đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm. Ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia, có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời à? Không. Vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, không giảng hòa, mình què với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều? Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi là họ quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, mấy kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "À anh Chí, hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em, mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời, em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê, nói nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chẳng gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ về em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Cái gì anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không, hay là ảnh là nhân vật trong đó? Trời, vậy em bị bệnh luôn á. Sao đâu kể chứ lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là vậy em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay dạng cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Dạ. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng
ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ạ. Có nhận dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Hả? Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, đúng không? À. Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Ghen đó. Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay rồi. Rồi sao rồi? Các cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok mua được thì em được, em mua. Là còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì? Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu. Chỉ có mấy cái mà đừng có... sao ta? Em không có diễn tả sao hết. Nhưng mà đôi lúc chồng em cứ... làm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia. Nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu à nha. Dạ giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy. Tự trách tự đau buồn. Nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và đừng nhận lỗi của bản thân mình, vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á. Biết sao cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực. Đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn, chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình, đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ. Đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó. Hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ, không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á. Thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á. Đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý. Nhưng mà đôi đó. Lúc á cái chồng em đổi á, chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng xíu đi. Cái em cũng coi xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng, nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn, anh này kia, cái em lại tủi thân.
Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời ơi, đó. Trời con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó luôn. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực là coi những cái phim vui á, coi những cái tính nhỏ hài xíu à. Suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền. Đó, ổng kìa. Nghe, rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.